Con kính lãnh lễ sư. Chào mắt Phật. Chào các vị Phật tử. Con kính lãnh lễ sư. Chào mắt Phật, chào các vị. Chúng ta bắt đầu lớp học. Con kính đảnh lễ sư ạ. Chào mắt Phật. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, dạ, chào các vị. Trước khi vào, trước khi học bài mới thì xin trả lời thêm một cái câu hỏi của một vị học viên tên là Vũ Thị Ngọc Dung thì phải. Do này được các vị này gửi vào trong cái hộp thư của chùa thì được để tạm chuyển lại cho tôi. Vị học viên này hỏi là hỏi về cái tâm vô nhân. Sư cho câu hỏi là ví dụ trong cùng một cái cảnh sắc thì làm sao phân biệt được quả thiện và quả bất thiện? Câu hỏi thứ hai là tại sao tâm quan sát quả thiện vô nhân lại có thêm thọ hỷ? Là câu hỏi thứ ba là trong lộ trình tâm như sư giảng thì cái tâm đó định là tâm nào? Đây là một cái câu hỏi mà đối với tôi đó là những cái câu hỏi thích đáng và rất là cần thiết khi mà các vị học viên ở trong lớp khi mà học về cái phần nào á thì nếu mà có những cái thắc mắc ở trong cái phần đó đó thì nó rất là tiện. Thứ nhất là các vị hiểu rõ hơn bài và có đôi khi cùng từ cái thắc mắc của các vị đó cũng có thể chia sẻ với các vị học viên khác. Thì đối với cái câu hỏi vừa rồi mà tôi đọc á, là những cái câu hỏi này đối với tôi là những cái câu hỏi rất là thích đáng. Chỉ tiếc rằng là trong đây có một trường hợp đó, tôi không có thể trả lời thỏa đáng được. Đó là trường hợp đầu tiên. Đó là hỏi rằng là trong cùng một cái cảnh sắc thì làm sao phân biệt được quả thiện và quả bất thiện. Ở đây trước hết đó là gọi là quả thiện hay là quả bất thiện. Thì cái quả này nó có được từ cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện mà có. Và do vậy đó, khi mà có một cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì cái cảnh này không phải là do cái thái độ chúng ta nhìn cái cảnh đó mà gọi là quả thiện hay là quả bất thiện đó. Nó là cái kết quả của cái tâm thiện hay cái tâm bất thiện đời trước. Và đối với chư vị thánh nhân, kể cả Đức Phật, thì các ngài vẫn có những cái tâm quả bất thiện này, vì đó là cái quả của các cái tâm bất thiện trong đời quá khứ. Do vậy trước hết đó, khi mà nói về cái quả thiện hay là cái quả bất thiện, thì chúng ta phải nhớ rằng là đó là cái kết quả của cái thiện hay là bất thiện. Còn cái việc mà một trong cùng một cái cảnh mà làm sao phân biệt được cái cảnh đó là cái cảnh thiện hay là cái cảnh bất thiện thì ở đây chúng ta không có xác quyết được, là bởi vì như chúng tôi nói các vị đó là mỗi chúng sinh nó có cái phước nghiệp khác nhau và mỗi cái sinh loài như vậy thì ngoài cái nghiệp chung của cái sinh loài đó ra nó còn cái nghiệp riêng, còn cái phước riêng. Ví dụ giống như chúng ta sinh làm người thì hầu như là chúng ta có cái năm căn mắt tai mũi lưỡi thân là nó giống nhau. Tuy nhiên nó có những cái biệt nghiệp, đó là có những người đó là họ có nhờ cái phước báo mà họ có đôi mắt nó sáng hơn đôi mắt người bình thường, hay là do vì một cái ác nghiệp nào đó mà cái đôi mắt họ cái thị lực nó kém cỏi hơn người bình thường, thậm chí là bệnh về mắt như là bệnh loạn thị vân vân, thì cái cảnh vật chúng ta nhìn nó cũng không có khác người bình thường. Đó là cái trường hợp gọi là cái biệt nghiệp. Còn cái nghiệp chung chung á, chẳng hạn giống như là cái loài thú ăn đêm á, thì nó có cái thần kinh thị giác theo cái nghiệp lực của cái chủng loại đó nó khác với cái loài thú mà sống về ban ngày. Và cứ mỗi cái chủng loại như vậy đó nó có một cái thần kinh, các cái loại thần kinh khác nhau, dù cùng là cái thần kinh nhãn thì nó cũng không phải giống nhau. Và chính vì cái điều kiện sắc pháp đó mà nó cho cái cảnh tiếp nhận khác nhau tùy theo cái phước nghiệp,
Ví dụ giống như là một chúng sinh ở cái cõi khổ đó, thì hầu hết những cái gì mà họ thấy, họ nghe, họ ngửi, họ nếm, họ chạm, thì phần lớn là do cái kết quả của cái tâm bất thiện và những cái tâm thức như ngũ song thức, như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, là hầu phần lớn là cái tâm quả bất thiện. Còn đối với những cái chúng sinh mà ở cái cõi như là cái cõi người của chúng ta, tức là nó không có thường khổ mà cũng không có thường vui, thì cả hai cái cảnh và cái quả bất thiện và quả thiện là đều có. Rồi đối với những cái chúng sinh mà ở cái cảnh vui giống như là chư thiên ở cái cảnh cõi trời cao á, thì hầu như là cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của họ đó là cái kết quả của cái quả thiện. Trở lại là cái câu hỏi của vị học viên đó là khi mà với cái cảnh nào đó mà chúng ta nhìn vào, làm sao mà chúng ta xác định được cái đó là cái quả thiện hay là cái quả bất thiện, thì tôi trả lời rằng là chúng ta không có thể xác định được, là do vì mình không có đủ cái năng lực thần thông để mình biết được là cái cảnh đó nó là cái quả của cái thiện hay là cái bất thiện. Chúng ta chỉ hiểu rằng là khi mà chúng ta tạo cái việc thiện hay là việc bất thiện đó, thì nó sẽ tạo ra hai cái loại tâm quả, gọi là cái tâm quả thiện và cái tâm quả bất thiện. Và cái tâm quả bất thiện đó tức là những cái cảnh xấu, và quả thiện đó là quả tốt. Còn cái mức độ mà xấu như thế nào để gọi là cái quả bất thiện, và tốt như thế nào để gọi là cái quả thiện, thì cái đó mình không có biết được. Rồi cái câu hỏi thứ hai của vị này hỏi rằng là tại sao cái tâm văn sát thọ xả quả thiện vô nhân lại có thêm tâm hỷ? Sở dĩ mà bên thiện có hỷ mà bên bất thiện không có hỷ, bởi bên bất thiện là cái cảnh xấu thì làm sao mà có hỷ được. Cho nên chỉ có thiện mới có hỷ, chứ không có thể nào mà bất thiện mà có thêm được cái tâm quan sát thọ hỷ. Và nếu mà hỏi đó thì chúng ta có thể hỏi thêm rằng là tại sao là cái tâm quả bất thiện chỉ có một tâm quan sát, còn cái tâm quả thiện thì có hai tâm quan sát? Bởi vì nếu mà gặp cái cảnh xấu bình thường thì thọ xả, còn nếu mà cái cảnh quá xấu thì có thể thọ ưu. Thì ở đây các bộ luận giải thích rằng là do vì cái tâm bất thiện á, không, cái tâm quả bất thiện nó không có thọ hỷ đã đành, nhưng mà thọ ưu cũng không có thể có, là bởi vì thọ ưu chỉ có thể có trong tâm bất thiện, mà cụ thể là cái tâm sân, chứ thọ ưu không thể có mặt ở trong cái tâm quả. Cho nên đối với trường hợp của cái tâm bất thiện đó, thì chỉ có cái tâm quả quan sát, tâm quan sát thọ xả thôi, chứ không có thể có cái tâm quan sát thọ ưu, lại càng không có thể tâm quan sát thọ hỷ. Rồi vị này hỏi thêm câu thứ ba là trong cái lộ tâm mà hôm trước tôi nhắc cho các vị đó, có cái tâm đoán định là cái tâm nào? Cái tâm đoán định đó, nó không phải là một cái tâm riêng biệt, mà nó chính là cái tâm khai ý môn làm cái nhiệm vụ đoán định. Chứ không có cái tâm riêng biệt giống như cái tâm quan sát hay là cái tâm tiếp thu. Thật ra thì chúng ta đang học về cái định nghĩa tâm thôi, nên chúng ta chưa học về cái phận sự của tâm. Có những tâm là làm việc với nhiều cái phận sự, giống như là cái tâm quan sát thọ xả đó, ngoài việc cái nó quan sát cảnh, nó còn những cái vai trò khác. Chẳng hạn giống như là nó có vai trò, nó làm cái vai trò là cái tâm tái tục, hay là cái tâm hữu phần, hay là cái tâm tử. Và những cái phần đó thì chúng ta sẽ học sau. Chỉ trả lời cho vị học viên đó là cái tâm đoán định nó chính là cái tâm khai ý môn. Tôi không biết là vị học viên nào hỏi cái câu hỏi đó có mặt ở trong phòng không? Trước khi đi vào cái bài học đó thì... Con cảm ơn sư ạ. Dạ dạ mô Phật. Trước khi trả về vào cái bài học mới đó thì... các vị hoan hỷ chúng ta trả lời cái câu trắc nghiệm này. Cái câu hỏi trắc nghiệm là trong cái bệnh viện khoa mắt tai mũi họng á, thì có các cái bệnh nhân đau mắt, đau tai, đau mũi, đau họng. Cái tâm thức nào trong ngũ song thức, ở đây chỉ giới hạn trong ngũ song thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thôi,
tâm thức nào trong ngũ sơ tâm thức nhận biết những đau đớn đó? Lựa chọn thứ nhất là tâm nhãn thức, lựa chọn thứ hai là tâm nhĩ thức, thứ ba là thị thức, thứ tư là thiệt thức, thứ năm là thân thức. Không biết là cô Nhung có ở đó không ạ? Dạ thưa có, thưa sư. Cô hoan hỷ cô đọc cái trả lời của các vị Phật tử giúp sư. Dạ. Dạ thưa sư, Tâm Nguyễn số 5, Hoa Nguyễn số 5, Trí dạ. Đặng số 5, dạ. Minh Trần số 5, Minh Lan số 5, Linh Phạm số 5, Minh Pháp, Thân Thức, Bích Uyên số 5, Oanh Nguyễn số 5, Ai Bác Đoàn Thị Tố Hoa số 5. Dạ, phần lớn là số 5 thưa sư. Dạ, dạ. Trong bệnh viện khoa mắt, tai, mũi, họng, có các bệnh nhân đau về mắt, đau tai, đau mũi, đau họng. Tâm thức nào trong ngũ song thức nhận biết những cái đau đớn đó? Rất là vui là khi hầu hết các vị Phật tử trả lời là số 5, tức là cái câu trả lời mà chúng tôi chọn. Là bởi vì nói về cái nhận thức được cái sự đau đớn, dù đau trên mắt, trên tai, trên mũi, trên họng, rồi có đau lưỡi, đau mũi đó, thì những cái đó để mà nhận biết được cái sự đau đớn nó chỉ là cái tâm thân thức thôi. Còn cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức đó, thì nó chỉ nhận cái đối tượng của nó. Nhận cái đối tượng sắc, tai thì đối tượng thinh, mũi, lưỡi tương tự cũng như vậy. Và có nghĩa là các vị Phật tử chúng ta nắm bài rất là tốt. Thì bây giờ cái bài chúng ta bắt đầu thêm cái học các thêm cái phần gian dở của cái bài học hôm trước, đó là cái học tiếp phần học phần còn lại của cái tâm vô nhân. Là tâm vô nhân. Tâm vô nhân tiếp theo. Thì tâm vô nhân á, thì chúng ta có làm hai, có hai tâm vô nhân, là thứ nhất đó là tâm quả vô nhân. Thứ hai đó là tâm duy tác vô nhân. Gọi là tâm quả, gọi là tâm vô nhân á, vì tâm này không có sáu nhân tương ứng là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si, cho nên gọi là tâm vô nhân. Gọi là tâm quả vô nhân vì cái tâm những 15 cái tâm quả này đó, nó là kết quả của tâm thiện hay là cái tâm bất thiện trong đời quá khứ. Nên 15 tâm này nó gọi là 15 tâm vô quả vô nhân. Còn ba tâm hàng cuối đó gọi là tâm di tác vô nhân á, là bởi vì cái tâm di tác nó không phải là cái tâm quả của các cái tâm khác, và bản thân cái tâm di tác này cũng không có khả năng tạo quả, mà chỉ có làm, chỉ có hành động chứ không có quả. Do vậy mà gọi là di tác. Cái tâm quả vô nhân và cái tâm di tác á, nói theo phân theo tánh á, thì gọi là vô ký. Hai cái quả của di tác gọi là vô ký. Vô ký á, tức là một cái nội tâm mà mình không có thể chỉ ra được đó là cái tâm thiện hay là cái tâm bất thiện, thì gọi là cái tâm vô ký. Và chúng ta bài học này, bài học sau thì chúng ta sẽ học rất là nhiều về cái tâm vô ký. Trở lại là cái tâm quả vô nhân và tâm di tác vô nhân á, thì chúng ta học đến hôm nay thì chúng ta học về cái nhân sanh. Học về nhân sanh ngũ song thức. Dạ kính thưa thượng tọa, là màn hình nó không có thể hiện lên thưa thượng tọa. Nãy giờ là không có hiện lên được. Các vị có thấy không ạ? Dạ bây giờ thì thấy ạ, thưa sư ạ. Dạ, thấy rồi sư. Dạ khi nào không thấy thì các vị hoan hỷ cho tôi biết, tại vì máy móc điện tử có đôi khi nó cũng vô chừng á. Chúng ta học về cái nhân sanh ngũ song thức.
sau này mình có thường thường nhắc đến cái bốn cái năm cái cặp này á, gọi chung là ngũ song thức, tại vì cái vai trò nó giống giống nhau, cho nên là cái nhóm từ ngũ song thức là để chỉ cho 10 loại tâm quả, tâm quả vô nhân, tức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân. Thì có trong cái nguyên nhân bốn đầu tiên á, là đầu tiên thì đối với nhãn thức á, nhãn thức thì có bốn cái nhân sanh. Thứ nhất là phải có cái thần kinh thị giác, các vị nào mà kỹ thì chúng ta có thể ghi thêm chữ Pali thì càng tốt, bởi vì để sau này chúng ta đọc nhiều cái sách vở và dịch, có cái lối dịch khác á, thì mình có thể dễ dàng mình biết. Cái thứ hai là có cảnh sắc. Rupa Ramana là có cảnh sắc. Thứ ba là phải có ánh sáng. Và cái nguyên nhân và cái điều kiện thứ tư là phải có sự chú ý. Tức là nếu có cái mắt mình tốt, có cái cảnh sắc, có cái ánh sáng, nhưng mà nếu mình không có chú ý thì mình cũng không có thấy được. Đó bốn điều kiện. Còn thứ hai, đối với cái nhĩ thức, nhĩ thức thì cũng có bốn cái điều kiện mà phát sinh lên nhĩ thức tương tự như trên, tức là chúng ta có cái thần kinh nhĩ. Thần kinh nhĩ là so tapasa đó. Nên là cái tai chúng ta nếu mà bị vì lý do nào đó mình bệnh, giống như mình phải số người bệnh mà không còn có thể nghe được, tức là họ bị hư cái thần kinh thính giác. Rồi thứ hai thì nó cũng giống như cái trên thôi mà chúng ta đổi lại. Thứ hai thì phải có âm thanh. Là Sadda Ramana. Mấy cái chữ này nè, sau này chúng ta học Vi Rung Vi Pháp thì chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều. Hồi nhỏ khi tôi học, các ngày lớn ghi thêm chữ Bali, mình ghi theo, mình cố gắng mình ghi, đôi khi mình ghi nhiều quá cũng ngán. Nhưng mà sau này nhờ các vị đó, nhờ mấy vị thầy đi trước chịu khó ghi tới ghi lui đó mà mình nhớ. Rồi cái thứ ba đó là nó có cái khoảng trống. Có khoảng trống. Có cái khoảng trống gọi là hay gọi là Jubilee, gọi là Akasa, tức là hư không. Hay nói cách do dễ hiểu, tức là nó không bị cách âm á, là không bị cách âm á. Không bị cách âm. Và thứ tư là cũng giống như trên, là phải có sự chú ý. Manasikara. Thì nó
nó cũng giống như là nói với cái nhãn thức, tức là cái gì cũng phải có chú ý, mặc dù có điều kiện đủ rồi, giống như là chúng ta đang đọc cái quyển sách hay thì đôi khi những cái tiếng động ở bên ngoài mình không có để ý, mình không biết là bởi vì mình không có tập trung, không có chú ý. Tôi lặp lại trong cái khoảng thời gian các vị viết diện, các vị còn viết một số vị đó. Thứ nhất là cái nhãn thức, cái điều kiện để sanh lên nhãn thức là phải có cái thần kinh thị giác, chắc khúc massa đó. Thứ hai là phải có cái cảnh sắc để nhìn, rupa ramana. Thứ ba là phải có cái ánh sáng, aloka. Thứ tư là phải có sự chú ý, manasika đó. Còn bốn cái điều kiện để phát, để sinh tâm nhĩ thức đó. Thứ nhất là có cái thần kinh nhĩ. Thứ hai là phải có âm thanh. Thứ ba là có khoảng trống, hay là hay nói là không bị cách âm. Và thứ tư là phải có sự chú ý. Rồi cái các vị biết kịp không ạ? Dạ kịp thưa sư. Dạ kịp sư. Dạ các bạn. Rồi cái điều kiện để sanh tâm tỷ thức. Tâm tỷ thức thì thứ nhất thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phải có cái thần kinh khứu giác, Kimberly là khanapasana. Và thứ hai thì nó phải có cái cảnh ở đây là phải có mùi, và cái điều kiện thứ ba đó là phải có gió. Có mùi gọi là gantha cái chữ hát luôn, gantha ramana. Cái chữ này là đều là những cái chữ quen trong bi dược pháp, những cái vang là qua vô là gió. Và cũng như ở bốn cái trên là phải có sự chú ý manasikara. Rồi cái tâm thiệt thức mình viết nhỏ lại cho nó đủ trên các bạn biết. Thiệt thức là tuy nhiên phải có thần kinh vị giác, gọi là chi qua ha và xa đó. Thứ hai là phải có vị để nếm. Tôi dịch là thứ hai là có cảnh vị. Các vị lưu ý là đối với vi diệu pháp, cái ngôn ngữ trong vi diệu pháp mà thường dùng á là cái nào là đối tượng của nhận thức cái đều gọi là cảnh hết. Rasa ramana, cái thứ ba đó là có cái dịch chất dẫn cái dịch chất dịch dẫn cái vị đó là nước apple.
là phải có nước dẫn vị. Và thứ cũng tương tự như vậy, là cũng tương tự giống như mấy trên, là phải chú ý manasikara. Rồi, bên đây là cái thân thức. Cũng tương tự như vậy, tức là phải có cái thần kinh xúc giác. Thần kinh xúc giác. Gọi là kaya passa đó. Có vật chạm, thứ hai cái cảnh nè, có vật cái cảnh của cái thần kinh xúc giác là có vật chạm. Gọi là hóa thấp ba rồi mà nó. Cái vật tại vật chạm mà nếu mà sau này chúng ta học quen thì chúng ta sẽ dùng là có là cái cảm xúc. Giờ là chúng ta dịch và xài cái từ này cho các vị dễ lắm, hóa thấp ba. Cái thứ ba đó là cái ngại tướng. Cái ngại tướng tức là viết xong rồi tôi nói xong. Chữ thập tha. Và cũng tương tự như mấy cái tâm trên là phải có chú ý manasikara. Có cái ngại tướng ở đây tức là cái thần kinh xúc giác của mỗi người, nó có người nhẹ và có người không nhẹ trên cơ thể chúng ta cũng vậy. Thí dụ giống như là cái bàn tay của mình nó, khi mà nó bị chai á, thì cái thần kinh xúc giác nó yếu đi, và khi đó mình chạm vào cái vật gì đó là cái vật đó nó phải tương đối, nó phải có cái bề mặt nhám để mà cái tay mình chạm vào mình mới biết rõ hơn. Còn nếu mà những cái vật mà mình chạm nó mà nó quá mỏng quá nhẹ, giống như mình chạm cái tay bằng tay chai mà mình đưa tay lên mình chạm vào cái sợi tơ đó, thì cái bàn tay chúng ta nó không có đủ nhận ra được. Do vậy gọi là cái ngại tướng, tức là cái vật mà mình chạm vào nó đủ để gây cho cái thần kinh xúc giác. Thì thật ra cái điều mấy cái này mình học quá thì nó học cho nó đủ thôi. Chứ còn mà cái này thì khoa học ngày nay thì mình cũng có cái những cái này mình cũng ai cũng hiểu rồi. Bài vở đó thì phải nói cho nó hết như vậy. Thì trở lại là cái phần vừa rồi chúng ta học đó là về cái tâm vô nhân. Thì tôi lặp lại là cái tâm vô nhân gọi là vô nhân vì không có sáu nhân tương ưng: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Và sau này chúng ta học thêm đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là sáu nhân này kể là sáu cũng được, kể thành chín cũng được, nhưng đó là cái phần sau. Còn cái bài học tiếp theo của chúng ta đó là học về cái tâm tịnh hảo. Bài học tiếp theo chúng ta học về cái tâm tịnh hảo. Trở lại cái phần
phần dục giới thì chúng ta có 12 tâm bất thiện học rồi, 18 tâm vô nhân học rồi, như vậy còn 3 dòng còn lại ở đây gọi là, 3 dòng này gọi là tịnh, 3 dòng này là tịnh hảo, 3 dòng này là tịnh hảo. Còn toàn bộ phần này á, thì lại dục giới. Gọi là cái tâm tịnh hảo á, tức là cái tâm tốt đẹp, nên gọi là tâm tịnh hảo. Nhưng mà tâm tịnh hảo đó không nghĩa là đó là cái tâm thiện, mà có những tâm á, không thiện, không bất thiện, nhưng mà bản chất của cái tâm đó là những cái tâm tốt, cho nên cũng được gọi là tịnh hảo. Do vậy á, gọi là cái tâm tịnh hảo á, nó sẽ rộng hơn là cái tâm thiện. Tâm thiện tức là những cái tâm tốt mà có khả năng tạo ra quả, thì những cái tâm đó nó gọi là tâm thiện. Còn những cái loại tâm tốt nào mà không có tạo ra quả, hay là chính bản thân tâm đó là quả của các cái tâm khác, của các cái tâm thiện khác, thì những cái tâm đó nó gọi là không gọi là thiện, mà chỉ gọi là tâm tốt, hay là cái tâm tịnh hảo thôi. Thì trở lại đó, tịnh hảo tức là những cái tâm tốt mà cụ thể là những tâm này có ba nhân, tối thiểu thì cũng phải được hai, tức là ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Nhờ những cái đặc tính vô tham, vô sân, vô si này, cho nên cái tâm đó gọi là cái tâm tịnh hảo. Còn cái tâm 18 tâm vô nhân mà chúng ta học á, là do vì những cái tâm đó không có được những cái đặc tính vô tham, vô sân, vô si, cho nên những cái tâm đó dù là không phải xấu như cái tâm bất thiện, nhưng cũng không có thể gọi là cái tâm tốt đẹp như là cái tâm tịnh hảo, bởi vì nó không có vô tham, vô sân và vô si. Thì bài học ngày hôm nay là chúng ta học về cái tâm tịnh hảo. Và các vị nhìn trên biểu đồ này, chúng ta đang học cái phần dục giới. Do vậy đó, cả cái phần này đó gọi là dục giới tịnh hảo, bởi vì toàn bộ những cái tâm còn lại đó đều là những cái tâm tịnh hảo, như là cái tâm này, như là cái tâm này cũng là cái tâm tịnh hảo, nhưng mà nó là cái tâm sắc giới tịnh hảo. Tâm này cũng là cái tâm tịnh hảo, nhưng mà nó thuộc về vô sắc tịnh hảo. Còn tâm này cũng là cái tâm tịnh hảo, nhưng là siêu thế tịnh hảo, siêu thế tịnh hảo. Như vậy bài học này ngày hôm nay của chúng ta học á, là chúng ta chỉ học về cái tâm dục giới tịnh hảo. Và các vị nhớ hồi nãy khi tôi có nói đó là cái tâm quả và cái tâm di tác, hai loại tâm này nó đều giống nhau, là bởi vì hai loại tâm này đều là những loại tâm không, thứ nhất là không có khả năng tạo quả, và thứ hai là hai cái loại tâm này đó nó không thiện mà cũng là không có bất thiện, cho nên hai cái loại tâm quả và cái tâm di tác đó, được kể vào cái loại là tâm vô ký. Rồi chúng ta có ba giọng, chúng ta có ba tính của một ba tính được đề cập trên trong ví dụ pháp là thiện, bất thiện và không thiện, không bất thiện. Không thiện, không bất thiện đó, chính còn gọi là một cái cách gọi khác đó, tức là vô ký, tức là không thể nào chỉ ra được cái tính thiện và cái tính bất thiện trong cái tâm đó, là cái tâm vô ký. Thì trong tâm tịnh hảo này á, các vị thấy có ba dòng. Dòng đầu á, gồm có 8 tâm giống như là 8 tâm tham. Dòng thứ hai cũng có 8 tâm. Dòng thứ ba cũng có 8 tâm. Và được biểu thị trên cái biểu đồ này giống như là tâm tham, tức là cũng có 4 cái màu đỏ và 4 cái tâm màu xanh. Như vậy có nghĩa là
cái tâm tịnh hảo này á, là gồm có hỷ, nói về cảm thọ thì gồm có hỷ và có xả. Bốn tâm đầu là hỷ, bốn tâm sau là xả. Tương tự dòng thứ hai, dòng thứ ba cũng vậy. Thì trong ba cái dòng này á, thì cái tâm, cái dòng đầu tiên, cái dòng đầu tiên là dòng thứ nhất, dòng thứ hai, tôi viết cho dễ, cho các vị dễ thấy. Dòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Cái dòng một này á thì gọi là tâm thiện, còn dòng một gọi là thiện, dòng thứ hai gọi là quả, và dòng thứ ba là di tác, hay còn gọi là tâm tố. Cái dòng thiện tức là những cái tâm thuộc loại tịnh hảo, và những cái tâm này có khả năng cho ra một cái quả tốt, cho nên gọi là thiện. Cái thiện định nghĩa theo ví dụ pháp tức là những cái tâm tốt đẹp, và những cái tâm đó có khả năng cho ra cái quả tốt đẹp, gọi là thiện. Và cái quả, cái hàng thứ hai gọi là cái tâm quả. Sở dĩ cái tâm này, cái dòng thứ hai gọi là cái tâm quả, nhưng nó thuộc về hữu nhân, khác với cái tâm mà chúng ta học 15 tâm quả vô nhân đó, tức là gồm có 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện đó, thì 15 tâm quả vô nhân mà chúng ta học đó, nó không có 3 nhân vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà đối với cái tâm quả tịnh hảo này đó, thì nó có 3 nhân vô tham, vô sân và vô si, cho nên tâm quả này thuộc về tâm quả tịnh hảo. Mà do vì có nhân cho nên tâm quả này còn gọi là tâm quả hữu nhân, khác với các cái tâm quả trên gọi là cái tâm quả vô nhân. Và cái dòng thứ ba nó gọi là di tác. Thì chúng ta biết cái từ di tác tức là cái tâm mà chỉ làm mà không có kết quả. Nói về bản chất á, thì cái dòng thứ ba này giống như là dòng thứ nhất. Nói về bản chất thì cái dòng thứ ba giống như là cái dòng thứ nhất. Chẳng qua cái dòng thứ ba đây là cái tâm của vị A-la-hán. Do vì cái tâm của vị A-la-hán cho nên cái mầm mống tái tục ở trong đời sau không còn nữa. Các ngài đã diệt tận hết các cái tâm bất thiện. Cho nên cái tâm này đó nó không còn cái năng lực, nó không còn cái khả năng để cho quả giống như gọi là cái tâm thiện. Lẽ ra đó thì đối với phàm phu á, chúng ta đó, dùng một cái tâm thiện nào đó thì khi đó nó sẽ cho cái quả, nó cho quả dưới đây, nó cho quả giống như là cái tâm thiện này. Nhưng mà do vì cái tâm này của vị A La Hán, cái dòng thứ ba đó gọi là cái tâm di tác tâm vị A La Hán, cho nên đối với các ngài, khi mà các ngài khởi lên những cái tâm tịnh hảo này thì nó hoàn toàn không có những cái, không có để lại cái quả, cho nên gọi là di tác, chỉ có làm là không có quả. Vì A-la-hán các ngài vẫn làm những cái việc làm giống như là một người phàm hoặc là thánh hữu học làm, tức là các ngài vẫn làm những cái việc thiện sự giống như là các ngài vẫn thuyết pháp, vẫn bố thí, rồi vẫn trì giữ giới, vẫn thiền định. Nhưng mà tất cả những cái việc làm đó của các ngài nó không có để lại cái quả, và do đó sau khi mà các ngài viên tịch rồi đó thì các ngài hoàn toàn là ngày bỏ hết tất cả, chứ không phải là như phàm phu mà khi mà làm một cái nhân nào đó nó còn tích lũy lại trong đời vị lai, và nếu là cái đó là cái nhân xấu thì cho cái quả xấu, và nếu đó là cái nhân tốt thì nó cho quả tốt. Nhưng mà dù cho tốt hay là xấu thì nó vẫn còn tiếp diễn trong dòng luân hồi. Còn các vị A-la-hán thì các ngài dù có làm những cái tốt nào đi nữa thì cái việc tốt nó cũng không để lại cái quả, cho nên thì mới có loại tâm gọi là cái dòng thứ ba là cái tâm di tác. Và cái tâm này, cái dòng thứ ba này chỉ có vị A-la-hán thôi. Thì trở lại đó, trong ba dòng chúng ta học thì dòng thứ nhất gọi là cái tâm thiện dục giới,
dòng thứ hai gọi là cái tâm quả dục giới, và dòng thứ ba gọi là tâm di tác, hay gọi là cái tâm tốt. Và ở đây chúng ta lưu ý một điều, đó là cái tâm thiện này còn gọi một cái, còn gọi một cái tên đặc biệt, tức là đại thiện. Và cái dòng tự nguyên cả một cái dòng này nè, còn gọi là cái tâm đại thiện. Còn đối với cái tâm sắc giới, ở đây chúng ta cũng có cái thiện sắc giới, dòng này nè, dòng này là thiện sắc giới, dòng này là thiện vô sắc giới. Thiện vô sắc giới. Và ở dưới đây á, ở dưới đây á, là thiện siêu thế, là thiện siêu thế, còn dòng này là thiện thiện vô sắc, còn dòng này là thiện nhưng mà chỉ riêng cái dòng trên đây á, của cái tâm dục giới á, nó còn có gọi, còn có một cái tên gọi là đại thiện. Chữ đại thiện chữ Bali là Maha, Maha Kusala, chữ Maha. Kusala là những gì thuộc về thiện. Chữ cái chữ Maha này đó, nghĩa thông thường nó có nghĩa là lớn. Ở trong trường hợp này á, trong các cái bộ luận giải thích đời sở dĩ mà gọi là cái tâm đại thiện á, là do vì cái vai trò của cái tâm này á, nó làm được nhiều việc hơn các cái tâm thiện khác. Mặc dù về tính theo địa vức á, thì những cái tâm này á, ở cái địa vức là dục giới, nó thấp hơn là cái sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Nhưng mà gọi là đại thiện á, là cái tâm thiện này á, nó làm được nhiều việc hơn là các cái tâm thiện còn lại. Ví dụ giống như là cái tâm thiện sắc giới đó, chỉ làm được cái việc là cho được cái tạo cái việc làm liên quan đến sắc giới, vô sắc cũng vậy và siêu thế cũng vậy. Nhưng mà riêng cái đại thiện này á, thì đại thiện này làm rất là nhiều việc. Một người chưa chứng thiền định á, thì nhờ cái tâm đại thiện này á, mà vị này tu được thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cũng nhờ cái tâm đại thiện này mà vị này có thể tu tập được cái thiền quán để chứng được các cái tâm siêu thế. Và riêng đối với cái tâm hiệp thế thôi, đó là các cái công việc hiệp thế đó là vô số. Bằng cái tâm đại thiện người ta giữ giới, bằng cái tâm đại thiện người ta tu thiền định, bằng cái tâm đại thiện người ta làm các cái công đức khác như bố thí, hồi hướng, tùy hỷ, phục vụ, vân vân. Thì nói về cái công việc làm á, thì cái tâm thiện này á, về cái công việc làm so với các cái tâm thiện còn lại á, thì tâm thiện này làm được rất là nhiều việc, cho nên cái dòng tâm thiện này nó còn được gọi là cái tâm đại thiện. Và các vị nhìn lên cái biểu đồ này á, thì các vị thấy rằng là cái tâm đại thiện, cái tâm này và cái tâm này, về cách biểu thị ở trên cái bản đồ này á, thì nó giống nhau, tức là cũng có bốn cái tâm thọ hỷ và bốn cái tâm thọ xả. Và cái tâm đại thiện này nó cũng dễ nhớ giống như là tám cái tâm tham. Tức là chúng ta có tâm tham, có hỷ và xả, thì cái tâm thiện này thì cũng có hỷ và xả. Chúng ta có cái vô trợ và hữu trợ, thì tâm thiện này cũng có vô trợ và hữu trợ. Nó chỉ có khác biệt duy nhất, đó là cái tâm tham thì nó hợp tà và ly tà. Còn cái tâm thiện thì nó đổi lại cái hợp tà và ly tà thành hợp trí và ly trí. Đối với cái tâm tham á, là ly tà nó tốt hơn là hợp tà. Nhưng mà đối với cái tâm thiện thì ngược lại, hợp trí á, thì tốt hơn là ly trí. Như vậy thì tám cái tâm tham này chúng ta dễ nhớ là, thứ nhất gọi là cái tâm thiện thọ hỷ mà hợp trí vô trợ,
Rồi cái tâm thiện thứ hai gọi là cái tâm thiện thọ hỷ, hợp trí hỗ trợ. Rồi cái tâm thiện thứ ba là tâm thiện thọ hỷ mà ly trí nhưng vô trợ. Tâm thiện thứ tư là tâm thiện thọ hỷ ly trí mà hỗ trợ. Rồi đó là bốn cái tâm thọ hỷ. Và chúng ta có bốn cái tâm thọ xả, là tâm thiện thọ xả mà hợp trí. Rồi hợp, trong cái hợp trí nó có cái vô trợ và cái hỗ trợ. Rồi cái tâm thiện mà ly thọ xả mà ly trí đó, thì nó cũng có cái là cái có cái cũng có cái hợp cũng có cái vô trợ và hỗ trợ, giống như là cái trường hợp của cái tâm thập bên thọ hỷ. Bây giờ chúng ta gọi là học về cái tâm thiện dục giới. Cái tâm thiện dục giới về phương diện cảm thọ. Về phương diện cảm thọ thì có hai hỷ và xả. Cái phương diện thứ hai là phương diện trí tuệ. Thì cũng có hai là hợp trí và ly trí. Nó giống như tâm tham là hợp tà và ly tà vậy. Rồi trường hợp thứ ba là cái động lực. Thì chúng ta cũng có cái là hỗ trợ, cái cũng cái là vô trợ và hỗ trợ. Còn nói về cái quả đó, thì đối với cái tâm tham á mà hợp tà đó, thì cái quả nó nặng hơn là ly tà. Thì tương tự đối với cái tâm thiện á mà hợp trí á, thì nó cho quả nhiều hơn là ly trí. Rồi đối với cái tâm tham á, vô trợ á, nó cho quả nặng hơn là hữu trợ. Thì đối với cái tâm thiện cũng vậy, vô trợ đó, nó cho cái quả cao hơn là hữu trợ. Thì từ ra ở đây chúng ta có là thiện. Đây chúng ta có tâm thiện nè. Thiện, trong cái thiện này nó chia làm hai, hỷ và xả. Hỷ và xả. Rồi cái tâm, trong cái tâm hỷ này á, chúng ta cũng chia làm, chia có hai, tức là hợp trí. Hai là ly trí. Cái tâm xả này thì chúng ta cũng có hai, tức là hợp trí và ly trí. Rồi mỗi cái hợp trí ly trí này nó thì nó cũng có vô trợ, hữu trợ. Nói cái này nó cũng có hai là vô trợ và hữu trợ. Tương tự cái này cũng có hai là vô trợ, hỗ trợ. Như vậy là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Chúng ta có tâm thứ nhất. Tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ là tâm thứ nhất. Rồi tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí mà hữu trợ là cái tâm thứ hai. Tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ là cái tâm thứ ba. Tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ là tâm thứ tư. Bây giờ tới thọ xả là tâm thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ là thứ năm. Thiện, thọ xả, hợp trí, hữu trợ là thứ sáu. Thiện, thọ xả, hợp xả, ly trí vô trợ là thứ bảy. Tâm thiện, thọ xả, ly trí, hữu trợ là thứ tám. Nó dễ nhớ giống như là cái trường hợp đối với cái tâm tham. Và hôm trước tôi có giới thiệu các vị rằng là chỉ ngoài cái 12 bất thiện và 18 tâm vô nhân thì hơi khó nhớ.
Nhưng mà sau những cái tâm đó rồi đó, thì từ bài học từ đây trở về sau thì các cái tâm còn lại rất là dễ nhớ. Thì cái tâm tham chúng ta nhớ như cách như thế nào thì cái tâm thiện này cũng nhớ giống như vậy, chỉ khác là vì là thiện cho nên không có thể tà kiến. Và ở trong cái thiện mà cũng là cái tâm tịnh hảo đó, thì nó phải có cái yếu tố của vô tham, vô sân và vô si. Thì thứ nhất là cái hợp trí ở đây là nó đồng nghĩa với có nhân vô si. Hôm trước chúng ta nhớ rồi là vô si trong vi diệu pháp không có nghĩa là không có si, mà vô si á, nó phải có một cái yếu tố là nó đối trị lại với si. Và cái yếu tố đối trị lại với si đó chính là cái trí tuệ. Nên trí tuệ gọi là vô si. Thì các vị thấy cái về cái phần tâm thiện này có gì nó rất là dễ nhớ. Và cái tâm tham chúng ta nhớ như thế nào thì cái tâm thiện chúng ta cũng nhớ như vậy. Và ví dụ gọi là cái tâm tham thọ hỷ hay là thọ xả thì cái đó nó cũng giống như là cái tâm tham thọ hỷ hay là thọ xả, tức là đối với cái cảnh tượng mà mình cảm thấy mình vui mừng hân hoan thì thọ hỷ, mà đối với cái cảnh mà cái tâm đó nó bình thản, không có vui không cũng không có vui, tất nhiên là ưu thì không có, bởi vì đây là thiện, cho nên cái tâm đó là gọi là cái tâm xả. Và nó chỉ khác đối với cái tâm tham á, là có người đó là làm việc thiện có trí tuệ, và có khi làm việc thiện nhưng mà không có trí tuệ, và có khi làm việc thiện có trí tuệ nhưng mà làm vô trợ, và có khi làm việc có trí tuệ nhưng mà phải có động lực thúc đẩy. Và tương tự như vậy đó, là có những cái tâm thiện là thuộc về thọ xả, và trong cái thọ xả đó là có những cái tâm là có trí tuệ và có những cái tâm không có trí tuệ. Ví dụ như là cái ví dụ về cái trí tuệ và cái vô trợ với cái hữu trợ. Cái vô trợ, cái hữu trợ đó, tức là một cái thái độ, cái hữu trợ là cái thái độ chần chừ, do dự. Còn cái vô trợ đó là làm dứt khoát, không có do dự. Và cái trí tuệ đó, tức là cái sự suy tư chính chắn. Ví dụ giống như là gọi là vô trợ là khi chúng ta gặp một người nào đó đang khó khăn, giống như là chúng ta gặp một người nghèo, thì có người đó thì lập tức đó là móc tiền giúp liền, còn có người đó thì do dự một lát đó thì mới cho. Đó là cái thái độ vô trợ và hữu trợ. Còn cái trí là sao? Cái trí là một người là gặp một người khó khăn là lập tức là muốn giúp đỡ, tuy nhiên vị này xét xem là mình nên giúp đỡ bằng cách nào. Thì cái suy xét nên giúp đỡ bằng cách nào á, nó khác với cái thái độ của hữu trợ là có nên giúp hay là không nên giúp. Cái suy xét nên giúp bằng cách nào á, cái việc đó nó liên quan đến cái trí. Còn mà cái mà do dự không biết có nên giúp hay không á, đó là cái tâm vô trợ hay là hữu trợ. Và điều đặc biệt giữa cái điều khác biệt giữa cái vô trợ hữu trợ trong cái tâm bất thiện với cái vô trợ và hữu trợ ở trong tâm thiện á, các vị nào mà học bài mà có ghi chú thì ghi chú chỗ này, bởi vì đây là cái chỗ quan trọng. Tuy rằng là giữa tâm bất thiện và cái tâm thiện đều có vô trợ và hữu trợ hết, nhưng mà cái vô trợ và hữu trợ trong cái tâm bất thiện á, nó do vì hai cái yếu tố làm cho cái tâm muội lược, tức là do hôn trầm và thủy miên, hay thường trong kinh thường nói gọn lại là do hôn thủy.
Và cái đặc tính này, cái sở hữu này chúng ta sẽ học sao ở trong cái phần đặc tính của tâm hay là sở hữu tâm. Do vậy ở trong cái bài học về cái tâm bất thiện đó, tôi không có đề cập đến cái hai cái sở hữu này. Còn đối với cái vô trợ hay là cái hữu trợ ở trong cái tâm thiện đó, là nó không phải là do hai cái sở hữu đó, bởi vì hai cái sở hữu đó hay là hai cái đặc tính đó, nó thuộc về cái bất thiện, mà ở đây thuộc về thiện. Cho nên cái vô trợ và hỗ trợ của cái tâm thiện á, là nó do cái sở hữu tư. Chắc này tôi ghi luôn để cho các vị nhớ. Vô trợ, hỗ trợ. Trong bất thiện. Do hay sở hữu hôn thủy, cái hôn thủy này hay là hôn trầm thủy miên gì đó, sau này chúng ta học thêm cái này, chúng lại tôi chỉ lưu ý thôi. Còn cái vô trợ và hữu trợ, trong thiện á, là do sở hữu tư mạnh hay yếu. Cũng xin lưu ý các vị học viên là trong bài học thỉnh thoảng tôi có nói một việc gọi là nói thêm, thì nói thêm là do vì cái bài học nó có liên quan, nhưng mà cái phần đó các vị xem như là cái phần ở trong cái ngoặc đơn, là bởi vì những cái phần nói thêm đó là đôi khi nó liên quan đến cái bài chúng ta chưa học, do vậy mà tôi không có đề cập rộng thêm. Và trong khi mà các vị đang theo dõi bài đó, rất có thể vì những phần thêm đó mà các vị thấy rối lắm, cho nên là những cái phần nói thêm đó, thì thường bây giờ tôi cũng lưu ý là mấy cái phần nói thêm như thế này là nói kiểu giống như là nói trong cái mặt đơn. Và còn cái sau này chúng ta sẽ học về hai sở hữu hôn thủy, rồi cái sở hữu tư này như thế nào. Thì bây giờ do vì ở đây nó có một cái vấn đề là cái vô trợ và cái hữu trợ, mà nếu mà không có nhắc á, không có nói ở đây, thì cả quỷ cứ tưởng rằng là nó giống nhau, nhưng mà thật ra nó thì về ý nghĩa đó thì đều là do có một cái sự tác động hay không cần cái sự tác động, đó là nghĩa chính, cái nghĩa đó thì nó giống nhau, nhưng mà cái sự tác động nó làm trì trệ như thế nào đó thì hai cái đó nó khác nhau. Và cái tâm quả, chúng ta học cái dòng thứ hai gọi là cái tâm quả thiện á, cái bài học ngày hôm nay chắc cũng nếu mà tôi giảng kịp thì giảng, còn không thì ngày chúng ta sẽ tiếp tục cái ngày mai. Cái tâm quả thiện á, nó giống y như là cái tâm thiện, nhưng mà nó chỉ thay thế bằng cái tâm, thay vì tâm thiện thọ hỷ, bây giờ chúng ta đọc là tâm quả thọ hỷ, hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí ly trợ. Nó chỉ thay thế cái thiện bằng cái quả. Và cái thiện, cái quả, đó, cái một cái đó là nhân, cái là quả. Cái thiện là nhân, còn cái tâm sau là cái tâm quả. Và các vị có thể hỏi rằng là cái tâm quả thiện này và cái tâm quả thiện vô nhân bài trước chúng ta học nó khác nhau như thế nào? Thứ nhất là hai cái tâm quả thiện này, một tâm có là không có nhân, đây là cái khác biệt lớn quan trọng. Và chính vì cái khác biệt này cho nên nó có một tâm gọi là cái tâm tịnh hảo và một tâm gọi là cái tâm vô tịnh hảo. Tuy là có vài cái điểm khác biệt như vậy, nhưng cả cái tâm quả thiện vô nhân và cái tâm này đó đều là kết quả của một cái tâm thiện hết. Nhưng mà chỉ lưu ý ở đây một điều á, là khi mà chúng ta thấy từng cặp đôi giống nhau là cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, ở dưới đó thì có tâm quả
thọ hỷ hợp trí vô trợ, nó giống nhau từng cặp đôi như vậy. Nhưng không, điều đó không có nghĩa là cái tâm thiện ở trên thì sẽ có cái tâm quả tương ứng ở dưới. Mà một người khi mà làm tâm thiện á, thì nó cho ra nếu đó là cái tâm thiện mạnh nhất, đó là cái tâm thiện hỷ hay xả giống nhau. Nhưng mà nếu đó là cái tâm thiện hợp trí mà vô trợ, và vị này làm với một cái mãnh lực tâm mạnh mẽ, thì nó sẽ cho ra 16 quả, 16 quả thiện. 16 quả đó là 8 quả thiện vô nhân và 8 cái quả thiện hữu nhân, mà cái tức là cái quả thiện mà chúng ta đang học. Và tức là một cái tâm thiện thọ hỷ, cái tâm này hoặc là tâm thiện thọ xả, mà cả hai tâm này á, đều là hợp trí vô trợ hết, hợp trí vô trợ, và cộng với cái vô trợ này cộng với một cái sở hữu tư mạnh mẽ. Cái sở hữu tư này chúng ta sẽ học sau, học trong cái phần độ, cái phần trong cái phần chê tới cá, phần sở hữu tâm. Trong sở hữu tư mạnh á, thì một trong hai tâm này nó sẽ cho ra tất cả là 16 quả. 16 quả. Tức là gồm có 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. Còn mà nếu cái tâm này cũng hợp trí mà vô trợ, nhưng mà cái sở hữu tư này yếu, tôi nghĩ các vị tự ghi được à, cái sở hữu tư này yếu nha, cái mạnh thôi cho yếu. Thì nó sẽ cho ra là 12 quả. Nó cho ra được 12 quả. Đó là vẫn là 8. 12 quả đó vẫn là 8 quả thiện vô nhân, cộng với 4 cái tâm quả. 4 tâm này. 4 cái tâm quả hợp trí, 12 tâm. Rồi cái trường hợp thứ hai, đó là cái tâm, cái tâm ly trí. Nói về quả thì chúng ta đừng có bận tâm đến cái hỷ xả. Ly trí vô trợ. Cái ly trí vô trợ này á, ở đây chúng ta để ý các cái loại tâm á. À xin lỗi, chúng ta còn thiếu cái tâm gọi là cái tâm, cái tâm hợp trí mà hữu trợ. Cái tâm hợp trí hữu trợ đó thì nó cũng cho ra 12 cái tâm quả, 12 cái tâm quả, là gồm có 8 quả vô nhân. Tất cái này bài sau tôi ghi rõ hơn cho các vị, bây giờ nói sơ sơ thôi. Cái bài sau tôi ghi rõ hơn. Thì để cho các vị chú ý như thế này. Tức là mỗi cái tâm thiện
là tối đa đó là nó cũng cho cái tâm thiện mà yếu nhất á, thì nó cũng cho ra 8 quả, chứ không phải là cái mỗi tâm thiện thì nó chỉ có cho một quả thôi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là 8 cái tâm thiện ở trên nó sẽ cho cái 8 cái quả tương ứng ở dưới, không có như vậy, mà nó tùy theo cái tâm mạnh tâm yếu. Ở đây có hai cái yếu tố mà làm khác biệt cái quả của nó. Thứ nhất là cái yếu tố hợp lý, và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố vô trợ. Thì nếu cái tâm nào mà nó làm được có hai cái yếu tố mạnh nhất, vừa hợp trí và vừa vô trợ, và cộng với cái tư mạnh mẽ đó, thì nó sẽ cho ra cái quả cao nhất, cái quả là 16 quả. Thì cái bài học sau thì chúng ta sẽ ghi rõ hơn cái phần đó. Rồi cái dòng thứ ba là cái tâm đại tố. Thì tôi nói các vị là cái tâm đại tố về bản chất đó, thì nó giống như là cái tâm đại thiện, nhưng mà chẳng qua đây là cái tâm vị A-la-hán, cho nên nó không, cái tâm này nó không còn cái chủng tự tái tục, nó không còn để lại cái quả giống như là cái tâm thiện, cho nên gọi là cái tâm đại tố hay là cái tâm di tác, tức là cái tâm có làm mà không có quả. Còn về bản chất nó thì nó giống như là cái tâm đại thiện. Thì đó là cái bài học chúng ta học ngày hôm nay, gọi là đang học đến cái phần là cái phần tâm tình hảo. Thì như các vị nhớ rằng là chúng ta nhớ là cái bài học đó là gồm có chúng ta đang học về cái tâm dục giới. Tâm dục giới. Tâm dục giới thì gồm có tâm bất thiện. Tâm vô nhân. Là tâm tình hảo. Thì tâm tình hảo chính là cái bài học ngày hôm nay chúng ta gồm có thiện, tâm quả và tâm di tác. Và ngày hôm qua chúng ta nhớ là ở trong cái tâm vô nhân này thì nó cũng có cái hai là cái tâm quả và tâm di tác. Như vậy để phân biệt hai cái tâm quả thiện này á, cái tâm quả của tâm vô nhân gọi là cái tâm quả vô nhân, còn cái tâm quả này gọi là cái tâm quả hữu nhân. Tương tự cái tâm duy tác này là tâm duy tác vô nhân, ở đây là cái tâm duy tác hữu nhân. Nói cho đầy đủ đây, cái dòng thứ ba chúng ta gọi là tâm dục giới di tác. Tâm dục giới di tác hữu nhân. Sau này tôi sẽ làm nhiều cái bài trắc nghiệm để các vị quen cái cách gọi tên trong vi diệu pháp. Mình đã học về các cái phân loại. Do vậy một vị học viên đó hoàn toàn chúng ta một cái loại tâm đó chúng ta có nhiều cái cách gọi tên. Và làm sao trong nhìn cái bản trong cái biểu đồ vi diệu pháp với chúng ta gọi bằng cách này cũng được, gọi bằng cái cách kia cũng được. Giống như là cái dòng cuối cùng chúng ta học về cái tâm gọi là cái tâm tố đó, thì mình có thể mình gọi bằng cái tâm, chúng ta gọi là cái tâm dục giới mà di tác và hữu nhân. Thứ nhất là cái tâm di tác đó, nó có nhiều cái tâm di tác. Tâm di tác sắc giới cũng có, vô sắc cũng có. Và cái tâm vô nhân cũng có cái tâm di tác. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái tâm dục giới thì chúng ta đã trừ ra cái sắc, cái vô sắc. Rồi cái hữu nhân thì chúng ta trừ ra cái di tác vô nhân. Như vậy còn lại chính là cái tâm di tác, gọi là cái tâm di tác dục giới tịnh hảo cũng được. Cái tâm này gọi là cái tâm di tác dục giới tình hảo cũng được. Thì tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Nhưng mà sau này chúng ta học thì chúng ta nhìn vào cái tâm đó, chúng ta có thể chúng ta tùy ý chúng ta gọi theo một cái quy ước nào đó trong cái bản cái biểu đồ vi pháp cũng được.
Thì bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Rồi ở cái bài học kế sau thì chúng ta sẽ ôn lại và mở rộng thêm cái vấn đề mỗi tâm cho quả như thế nào. Và chúng ta sẽ sang qua cái phần cái tâm sắc giới. Và bây giờ thì để lại cái thời gian cho các vị Phật tử chúng ta có cái câu hỏi. À, mời các vị. Dạ thưa sư, hiện nay con thấy có một câu hỏi của đạo hữu Trí Đặng. Thưa sư, cho con hỏi là trong trường hợp thiện ly trí có nhân si hay là không có nhân si ạ? Đó là câu hỏi của đạo hữu. Dạ không, không có nhân si. Không có nhân si, sau này chúng ta học rõ hơn về cái mỗi cái tâm nó có đặc tính, có sở hữu như thế nào thì chúng ta thấy chúng ta nắm được cái nguyên tắc và cái si nó thuộc về cái sở hữu hay gọi là cái đặc tính bất thiện. Còn cái tâm mà ly trí này thì nó vẫn là cái tâm tịnh hảo, mà đó là cái tâm tịnh hảo thì nó không có cái yếu tố bất thiện trong đó. Cho nên là hôm trước tôi có lưu ý các vị đó, gọi là ly trí thì không có nghĩa là nó có sở hữu si trong đó. Mặc dù không có trí tuệ nhưng không hẳn là có, không có nghĩa là nó có cái si. Rồi gọi là vô si đó thì không có nghĩa là không có si là đủ, mà vô si nó phải là trí tuệ mới gọi là vô si. Thì trở lại cái câu hỏi của vị Phật tử này, đó là khi nói ly trí đó thì hoàn toàn nó không có cái sở hữu si đúng không? Những cái câu hỏi như thế này đó là tôi đặc biệt tôi thích, là bởi vì làm rõ hơn cái bài học. Dạ thưa sư, con chưa thấy câu hỏi tiếp theo ạ. Có thể là cái bài học ngày hôm nay chúng ta cũng không có nhiều cái vấn đề thắc mắc, bởi vì những cái tâm này thì nó cũng theo cái cách nhớ bài thì nó cũng giống như là cái tâm tham. Cho nên các vị học là các vị chú ý cái phần tâm tham á, thì từ cái cách mà diễn giải của tâm tham á, thì chúng ta có nhớ thêm được 24 cái tâm tịnh hảo nữa, rất là dễ nhớ. Có vị Phật tử hình như Đức Minh Ngạn đưa bằng dạ, tay. Dạ thưa sư, có Phật tử muốn hỏi trực tiếp ạ. Dạ, nhưng mà các vị. Dạ thưa sư, con xin hỏi là hồi nãy sư có nói về cái những cái tâm thiện á thì sẽ cho ra cái quả gì đó, nhưng mà hôm trước đó là những cái tâm bất thiện, hình như là sư chưa có giảng về là những cái tâm bất thiện như vậy á, là dù cái nhân là bất thiện thì sẽ cho ra cái quả gì á sư, thì không biết là sẽ học hay là mình sẽ không học cái đó ạ. Cái do thì vì cái tâm bất thiện á thì nó không có phân biệt chia ly giống như là cái tâm thiện, mà cái tâm bất thiện nào nó cũng cho ra được 7 quả mà bất thiện vô nhân hết. Trời, thành ra chúng ta sẽ không có cái bài học chi ly, chúng tôi chỉ sẽ nói thêm trong cái phần cái tâm quả thiện là bài học kế sau chúng ta học. Dạ, con cảm ơn. Dạ, sao rồi. Thì cũng lặp lại các vị, đó là một cái tâm thiện hay là cái tâm bất thiện thì nó cho ra hai cái loại quả, tức là một cái quả là ngoại cảnh ở bên ngoài, còn cái quả mà chúng ta gọi là cái tâm quả thiện hay là cái quả bất thiện ở trong đây, đó là chúng ta chỉ nói đến cái quả của cái nội tâm bên trong thôi. Tức là có những cái loại tâm mà cái loại tâm đó do chính cái quả, nó là quả của cái tâm khác tạo ra, còn cái quả một cái quả ngoại cảnh thì chúng ta không có bàn ở đây nha. Ở đây chỉ nói về cái quả nội tâm của mọi chúng sinh do cái thiện hay là cái ác mà tạo ra, mà cũng cái quả đó nó làm cái duyên để nó hưởng nhận cái cảnh bất thiện hay là thiện từ bên ngoài vào. Thì các vị Phật tử nào cũng nói chung là các vị nào, từ đây về sau các vị nào mà tiện không tiện hỏi đó thì chúng ta có thể
chat lên rồi xin nhờ cô MC cô đọc dùm. Rồi còn mà vị nào mà có thể cầm máy hỏi được thì chúng ta hỏi trực tiếp, tại vì hỏi trực tiếp thì mình diễn dịch nó dễ hơn. Đôi khi mình hỏi câu hỏi thì nó ngắn gọn, mình không, nhiều khi nói không hết ý. Và tôi sẽ ưu tiên cho tất cả những vị Phật tử nào có câu hỏi liên quan bài học. Và nếu trong giờ học mà không có câu hỏi, tuy nhiên sau đó mà các vị có thắc mắc thì các vị cứ gửi về cái lớp học ở chùa. Không phải chỉ riêng cái bài học đang học mà những cái bài học đã qua, giống như là vị Phật tử Hiện Nam vừa rồi hỏi về cái tâm bất thiện, mỗi tâm nó cho quả nó như thế nào ở trong cái tâm bất thiện đó. Thì cái phần đó lẽ ra thì tôi có nói sơ qua, nhưng mà do vì chúng đang giảng rồi thì hết giờ rồi cái quên luôn. Thì những cái câu hỏi mà liên quan trực tiếp bài đang học hoặc là đã học, đó là những cái câu hỏi quan trọng. Và tôi luôn luôn dành thời gian đặc biệt cho những Phật tử học viên mà có những cái câu hỏi sắc đáng. Những cái câu hỏi đó là mở rộng thêm cái bài giảng, và cũng đồng thời là gợi ý cho các học viên khác. Những cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi đều là những câu hỏi cần thiết hết. Và đó là những cái câu hỏi đối với tôi gọi là những cái câu hỏi thông minh. Người học mà có hỏi được những cái câu hỏi đó là chúng ta thứ nhất là tiếp thu được bài vở, và thứ hai mình mở rộng hơn là những cái bài, những cái gì mà người dạy hướng dẫn. Và nếu mà các vị không có câu hỏi đó thì chúng ta kết thúc lớp học ở đây. Và chúc cho tất cả các vị an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ sư tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Xin chúc các vị vui. Kính đảnh lễ tri ân sư ạ.